biết bò hả? Đi biết bò hả? Mẹ ông đã trở đầu dưới kia đâu mất gì? Trời mưa quá các bạn nha. Giờ trời mưa quá đất bị sình. Nên dẫn đến xe mặc dù có bọc xích. Giờ anh em đang xử lý. Vô đi. Chặt chết chứ. Này xe đúng hết cửa bánh các bạn. Như bắt bài lắm. Tự ở phía xa bên kia. Tới khen lắm rồi.
mưa to quá các bạn nha. Đây là cảnh anh em cầm keo trên thời tiết mưa các bạn nha. Mưa to lắm Quảng Nam đây. Đây cao. Đây là gió nè. Anh gió nữa nha. Đây là đẹp coi nhất trong một em. Thời tiết mưa làm đất sụng luôn nè. Rồi đến mày bóc keo mày quất làm cuộn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.